Một câu chuyện cảm động không thể nào quên của chú chó Mikreko. Thật đúng như cái tên, điều kỳ diệu đã đến với chú chó vô danh đứng trước nguy cơ bị tước đoạt mạng sống bởi các quán nhậu. Giờ đây chú chó có một mái nhà, một tổ ấm, những người bạn tri kỷ. Mikreko thật may mắn, nhưng còn những chú chó khác thì sao? Chú chó Mikreko bị bắt cóc trên một con đường ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Sau đó chú cùng với hàng trăm chú chó chung số phận khác bị vận chuyển đến những nhà hàng ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam trên một chiếc xe tải. May mắn thay, khi đang trên đường vận chuyển, chiếc xe tải đã bị tổ chức bảo vệ động vật soi đó chặn lại và giải thoát tất cả những chú chó đang trên đường lên bàn ăn tại các nhà hàng ở Việt Nam. Mikreko chen chúc trong lòng cùng với hàng trăm chú chó khác trên chuyến xe vận chuyển đến những nhà hàng ở Hà Nội, Việt Nam. Tất cả những chú chó được giải thoát được tổ chức soi đó đem về và chăm sóc, song song với việc đăng những tấm hình của chú chó lên mạng để giúp chúng tìm được chủ mới. Người chủ hiện giờ của Mikreko, cô Amada Blake, đã nhìn thấy tấm hình của chú chó trên Facebook và quyết định nhận Mikreko về nuôi. Trước đó, cô Amada đã nuôi 3 chú chó, nhưng trước hoàn cảnh đáng thương của Mikreko, cô Amada rất muốn nhận nuôi chú. Rất nhanh chóng, Mikreko đã trở thành chú chó thứ tư trong gia đình của Amada. Sau khi Mikreko được nhận nuôi, một mối quan hệ thân thiết cùng với sự liên kết chặt chẽ giữa chú và con trai của Amada, Kite, được hình thành. Kể từ khi sinh ra, Kite đã mắc phải chứng bệnh bại não và sau đó cậu bé cũng được chẩn đoán mắc phải bệnh tự kỷ. Căn bệnh khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với gia đình cũng như mọi người xung quanh. Sau khi tìm hiểu được những người bệnh tự kỷ thường có mối quan hệ thân thiết với động vật nuôi, cô Amada đã quyết định nhận nuôi một vài chú chó và khai với Mikreko là trường hợp đặc biệt khi chú chó có thể hiểu những gì mà khai muốn mà không cần cậu bé phải nói. Giữa Mikreko và khai tồn tại một thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được.